Thành ra cái việc mà băn khoăn lăn tăn giữa cái việc là năm nay năm sau tôi mua nhà nó có hợp mà tuổi không, có hợp với tam tai ngõ ốc hay kim lâu cái hạn làm nhà không, hoặc là những cái hạn là vân hán hay là kế đô chẳng hạn. Đầu năm thầy đi coi bói thầy bảo là gặp hạn đây thì lại không dám mua nhà. Thì quan điểm đấy tôi thấy là thực sự cực kỳ sai lầm, và nhất là trong những thời buổi mà sóng chứng khoán, sóng bất động sản, mọi người cứ lăn tăn, mất đi cơ hội đầu tư. Xin chào cô chú và quý anh chị em. Hôm nay tôi tiếp tục buổi chia sẻ với chủ đề là những cái lưu ý liên quan đến làm mua trong việc mua nhà và năm sai lầm mà mọi người hay mắc phải trong vấn đề là chọn mua nhà. Thì cũng rất là thực tế, rất là theo cái đời sống hàng ngày thì tôi cũng được nhiều cái sự tín nhiệm rồi cơ duyên đi cùng nhiều anh chị em mong muốn có tìm được, ví dụ như là nhỏ nhất thì những cái căn chung cư khoảng 30-40 mét, rồi thì những cái căn liền kề, thậm chí những cái biệt thự khoảng 1000-2000 mét thì nó là cái chuyện rất là thường ngày rồi. Thì qua những cái kinh nghiệm đó thì tôi thấy có những cái điều mà sai lầm rất là không đáng. Thế nên là tôi muốn làm cái video này, tôi chia sẻ cho cô chú và quý chị. Thì thứ nhất là có một cái sai lầm rất là phổ biến. Sai lầm này là tôi thấy đến 80-90% người mà đi mua nhà ấy, đó là cái việc mà năm nay hay là sang năm thì tôi mới nên mua nhà. Thì thực ra là cái băn khoăn đấy đôi khi nó làm cho chúng ta mất đi những cái cơ hội quý báu, nhất là đối với những cái người mà mua nhà để mà đầu tư, để mà lướt sóng, để mà kiếm chênh lệch. Thì tôi thấy rằng là cái việc mà mua nhà và khi mà chúng ta ở trong căn nhà thì cái phong thủy nó bắt đầu nó phát tác. Bởi vì phong thủy nó là chính là sự tương tác giữa con người và ngôi nhà. Và khi con người ta sống trong ngôi nhà đó thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng chi phối bởi căn nhà. Chứ những cái căn nhà mà mua trên giấy tờ hoặc là sở hữu sổ hồng, sổ đỏ hoặc là đặt cọc thiện chí thì cái việc đó không có cái si nhê gì, không có những cái tương tác gì đối với cả cái phong thủy, đối với những cái vận may của bạn cả. Thành ra cái việc mà băn khoăn lăn tăn giữa cái việc là năm nay hay năm sau tôi mua nhà nó có hợp mà tuổi không, có hợp với tam tai ngõ ốc hay kim lâu cái hạn làm nhà không, hoặc là những cái hạn là vân hán hay là kế đô chẳng hạn. Đầu năm thầy đi coi bói thầy bảo là gặp hạn đây thì lại không dám mua nhà. Thì quan điểm đấy tôi thấy là thực sự cực kỳ sai lầm, và nhất là trong những thời buổi mà sóng chứng khoán, sóng bất động sản, mọi người cứ lăn tăn, mất đi cơ hội đầu tư khi mà thời buổi kinh tế làm ăn nó chỉ chênh lệch nhau 1-2 tháng thôi là nó đã có quá nhiều biến động rồi, mà chúng ta cũng bị vướng víu vào những cái quan niệm mà đôi khi là kiêng cự là tốt, nhưng mà kiêng quá thì nó lại thành mê tín, mà mê tín nó cản trở rất là nhiều đối với những cái hành động của chúng ta trong cái việc công việc làm ăn. Điều thứ hai sai lầm mà tôi cũng thấy là trong quá trình mà tôi làm, tôi mua tư vấn mua bán cho quý anh chị quý vị, là cái việc mà chọn tháng rồi thì chọn ngày để mà đặt cọc. Đấy. Vì trong khi mà quyết định mua bán mà, ví dụ chọn trong năm nay nhưng mà lại chọn tháng nào đặt cọc, chọn ngày nào đặt cọc. Đó. Thực ra trong một cái thị trường mà bất động sản nó đang ở mức sôi động, những cái lăn tăn đó mà đặt lên nặng nề quá, tôi thấy rằng cực kỳ mất cơ hội. Tôi có chứng kiến rất là nhiều cái deal mà 20-30 tỷ, thậm chí cả 100 tỷ chỉ quyết định trong vòng mỗi buổi sáng, buổi chiều thôi. Có những cái công việc mà tôi ví dụ đi Sài Gòn để tôi xem những cái dự án mà rơi khoảng vài trăm tỷ. Nhất là trong năm ngoái thì mà cái đợt sóng Covid đầu tiên, nhiều người có xu hướng muốn bán tháo. Thì hôm đó tôi chỉ vào có khoảng có chậm nửa ngày rồi, tự nhiên là lúc đầu họ muốn bán, nhưng mà về sau họ lại thôi không muốn bán.
mà cái chị chủ đầu tư chị lại cứ kiêng nọ kiêng kia, kiêng đi máy bay vào mùng 7 chẳng hạn, ông người mùng 7 mùng 3 tám lương chẳng hạn, mất cơ hội. Thì đấy là nói về cái đơn giản nhất là trong việc mua sắm gặp gỡ nhau mà không biết tận dụng thời gian nó đã mất cơ hội rồi. Thì với những cái ngôi nhà mà hot, vị trí phong thủy đẹp, là những cái tài sản mà nó chỉ có một vài những cái thời điểm nhạy cảm họ sẽ bung hàng ra thôi, họ muốn bán thôi, hoặc là những căn đấy nó quá đẹp, ví dụ như là nó chỉ là một cái góc ngã tư đường và hướng thì rất là mát chẳng hạn, và rất là nhiều người muốn mua, và một thời điểm nào đó người ta tự nhiên người ta có ý đồ, người ta chuyển đổi mà mình không chớp cơ hội, nên mình cứ bấu víu vào, ví dụ vào tháng 7, tháng đâu thôi đặt cọc làm gì, hoặc là ngày này tháng kia là ngày mùng 7, ngày mùng 3 chẳng hạn, ngày tăng lương không hợp có nên đặt cọc không, thì cuối cùng người khác vào tranh mất cọc và tự nhiên là mất đi cơ hội. Thành ra câu chuyện tôi hay làm với mọi người, tôi thấy là như thế này: khi mua bán nhà gặp cái thời cơ tốt cơ vàng thì đôi khi là cái ngày đấy nó xấu mà chúng ta chọn giờ đẹp, chúng ta đặt cọc, chúng ta giải quyết được cái vấn đề là trong cát có hung, trong hung thì lại tìm được cát, thì là chúng ta chớp được cơ hội đấy, mà đừng bỏ qua cơ hội đó. Chứ đôi khi làm ăn là chớp thời cơ, địa lợi thiên thời mất nó vẫn đi, đúng không ạ? Thành ra là câu chuyện là không nên bị vướng phải những cái sai lầm liên quan đến ngày giờ rồi tháng, mà chúng ta phải tìm những cái trong hung có cát để chúng ta biết cách chúng ta cọc chớp lấy cái cơ hội, đúng không ạ? Đó thì là sai lầm thứ hai. Sai lầm thứ ba là một cái sai lầm mà tôi thấy cũng rất là nhiều người gặp phải, đôi khi là bị một vài những cái tiểu tiết. Khi mà tìm cái căn ưng ý rồi, hướng ưng ý rồi, hướng nhà ưng ý rồi, lại hợp với túi tiền, nhưng mà nó lại lòi ra một số, ví dụ như là chung cư tầng 13 thì lại thấy là ô số 13 thì xấu quá rồi, mà trong khi tiền rất là hợp lý đối với mình, tôi hướng thì lại mát, lại bỏ qua cái việc mà mua để sở hữu căn đó. Cái chung cư tầng 13 tôi có làm riêng một cái clip và mọi người có thể xem lại, chung cư tầng 13 có thể chọn được. Còn có một số những cái tiểu tiết khác, ví dụ như là nhà địa chỉ số 49 chẳng hạn, hoặc là nhà địa chỉ số 53, lại nghe phong phanh 49 chưa qua, 53 đã tới, số tử tuyệt chẳng hạn, lại bỏ qua cơ hội. Trong khi về mặt phong thủy mà nói thì những cái yếu tố như là số này các thứ nó chỉ là những cái rất là râu ria, giống như là quy mô của ô tô thì người ta phải quan tâm cái động cơ này, rồi thì nội thất nó chỉ là thứ yếu thôi, hoặc là cái màu sơn thì nó lại càng thứ yếu hơn. Chứ mọi người đôi khi quá quan tâm cái nội thất bên trong, rồi cái màu sơn mà lại bỏ qua là cái động cơ máy móc của nó, hệ thống an toàn, hệ thống phanh chủ động chẳng hạn, toàn những cái mà quan trọng đối với chúng ta vận hành giao thông. Thì đó là một trong những cái rất là sai lầm, khi nhấn mạnh những cái liên quan đến số mã số nhà là cực kỳ sai lầm. Đôi khi có những căn nhà góc rất là vượng mà nó rơi vào số 4 chẳng hạn, người tránh xa. Thì tôi nhìn cái góc vượng này tôi đoán là cái người sở hữu những căn như thế là thường là những cái tầng lớp cao cấp vào đấy, thì trong thời gian ngắn là chẳng mua bán xong rất dễ trả được nợ chẳng hạn như vậy. Thế nên cái câu chuyện mà chúng ta đừng nên vì những cái tiểu tiết mà bỏ qua những cơ hội mà sở hữu những căn nhà phù hợp với bản thân mình, phù hợp với kinh tế của mình, rồi thì phù hợp với những cái điều kiện khác chẳng hạn. Thì đấy là sai lầm thứ ba. Còn một cái sai lầm nữa mà tôi thấy là mọi người cũng rất là cực kỳ hay, đó là những vấn đề liên quan đến hướng nhà. Đương nhiên là về mặt cơ bản thì
ai đi mua nhà người ta cũng quan tâm đến định hướng. Tôi thấy 90%, 95%, thậm chí trong một bộ phận nào đó thì 100% để quan tâm đến. Ai đã quan tâm đến phong thủy thì thường là quan tâm đến hiểu nhà, còn vô sư vô sách thì không làm gì. Thì thực ra cái hướng cũng là một trong những yếu tố cần để tính đến, nhưng mà có những yếu tố quan trọng hơn mà mọi người lại bỏ qua. Thực ra để mà nói thì trong phong thủy nó có hai yếu tố. Thứ nhất là về mặt vị trí, thứ hai là yếu tố hướng. Hai cái đấy đều quan tâm, nhưng mà các cụ có câu là nhất vị nhị hướng, và mọi người đôi khi lại bỏ qua cái yếu tố liên quan đến vị trí ở trong phong thủy. Anh chị em mà hay mua nhà hoặc hay làm việc bất động sản thì có để ý đến một cái câu mà rất quan trọng trong bất động sản. Số 1 là vị trí, số 2 là vị trí, và số 3 nó cũng là vị trí. Tổng thống Trump đã nói một ông tỷ phú mà trưởng thành từ ngành bất động sản nó cũng đã có nhận định vậy. Từ trong những cái sự nghiệp của mình, ông đúc kết ra những câu nói mà rất là kinh điển. Và trong phong thủy, vị trí nó cũng là một trong những cái cực kỳ quan trọng, và đôi khi nó chiếm đến 70-80% sự thành công của một cái ngôi nhà hoặc là một cái bất động sản. Thành ra trong quá trình mà đi tìm nhà thì đôi khi cứ nương vào vị trí ví dụ như là lục sát hay họa hại hay là ngũ quỷ hay là tuyệt mạng, mà bỏ qua được những cái ngôi nhà nó đắc địa. Tôi chỉ kể ra những cái ví dụ như này thôi để anh chị em hình dung. Là một cái ngôi nhà ở Hàng Bạc, Hàng Đào, những cái khu phố phường mà tấp nập rộn ràng, nó có hương, có xấu, có tí, có lục sát, có ngũ quỷ, kiểu gì thì kiểu nó kinh doanh buôn bán tấp nập hơn chắc chắn là những cái ngôi nhà mà hướng gọi là sinh khí, hướng gọi là thiên y, hay là hướng phục vị, hay là hướng phúc đức. Nhưng mà lại ở những cái vùng nông thôn hẻo lánh, biển núi, hải đảo, sa mạc, làm sao mà kinh doanh bạc được, đúng không ạ? Những cái chỗ đấy thì gọi là bán nó khỉ đó. Thành ra là cái câu chuyện tôi nói thế nó hơi quá, nhưng mà cái câu chuyện để nhấn mạnh là cái vị trí rất là quan trọng, cái long mạch nó rất là quan trọng đó. Và cái hướng nó chỉ là cái thứ yếu thôi. Và với những cái thủ pháp phong thủy của tôi thì những cái ngôi nhà mà long mạch đẹp mà có hướng xấu, kiểu gì thì kiểu, tôi cũng có những cái giải pháp hóa giải được. Thành ra là khuyên anh chị em, những quý vị nào ai đã quan tâm đến phong thủy thì mạnh dạn là quan tâm nhiều đến vị trí đi, mà ít quan tâm đến hướng thôi, để mà đôi khi là bỏ qua thời cơ mà sở hữu được những căn chung cư, hoặc là sở hữu những căn liền kề, hoặc là sở hữu được những cái bất động sản có giá trị. Thì đấy là bốn sai lầm mà tôi nêu lên. Còn một sai lầm nữa mà tôi cũng chia sẻ đối với anh chị em quý vị, sai lầm thứ năm. Sai lầm này thì cũng không phải là nhiều người gặp đâu, nhưng mà cũng là một trong những cái mà trong quá trình tôi đi làm, tôi làm nghề, tôi thấy là sai lầm này mà nếu mà bị dính phải thì nó cũng là bỏ qua được những cơ hội vàng. Thì sai lầm này là sai lầm mà mua nhà cứ cân đo đong đếm, cứ chọn những cái rẻ hơn là chọn cái đắt. Đôi khi là chọn cái đắt nhưng mà đắt nó sắp ra miếng, thì nó lại là những cái cơ hội để chúng ta kiếm lại những cái phần chênh lệch giữa cái rẻ và cái đắt một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại sở hữu được căn nhà mà giá trị nó cao hơn, giá trị về mặt tiền cũng như là giá trị về bất động sản, cũng như là giá trị về mặt phong thủy. Có rất là nhiều ví dụ tôi kể cho anh chị em biết, là có những tôi có những cái trường hợp, ví dụ như khách hàng mà theo tôi, có một chị là bác sĩ ở bệnh viện tim mạch, chị cũng là một trong những nhân vật cũng trong ban lãnh đạo của bệnh viện tim mạch Hà Nội. Chị cũng là một trong những khách hàng của tôi chắc cũng khoảng chục năm. Thì gần đây chị nói chung có công việc của chị rất thành đạt rồi, thì chị cũng muốn mua
giúp thằng em ra mua một cái căn chung cư. Thực ra số tiền nó cũng hữu hạn, nên nó khoảng rơi vào khoảng 900 triệu đến 1 tỷ hoặc là tỷ mốt gì đấy. Thì chị ý mua một căn chung cư ở khu vực tôi nhớ không nhầm là Hoàng Mai gì vậy. Thì nếu mà số tiền 900 tỷ thì nếu mà chọn thì thường là chọn được hai căn, à một căn nó cũng vừa vừa diện tích, xong rồi hai phòng ngủ thì có một số những cái cơ cấu về bếp rồi về phòng ngủ nó rất là không ổn về mặt năng lượng khí, năng lượng khí cũng như cấu trúc nhà rất là bất ổn. Những cái căn đấy nó chỉ tạm tạm thôi và nó không có cơ hội để mà cho người ta bứt phá. Và tôi thì với những người mà khách thân quen thì tôi sẽ hay dành thời gian tôi tư vấn rồi tôi thuyết phục để mà mọi người hiểu được những cái vấn đề mà nó là mấu chốt trong phong thủy. Và tôi mạnh dạn tôi đề xuất là với số tiền đấy chỉ nếu mà chị tăng lên thêm chi phí đi khoảng 200-300 triệu đi, chị tìm được căn như này thì phong thủy nó sẽ tốt hơn và nó sẽ tạo điều kiện cho ông em chị có những cơ hội phấn đấu thăng tiến tốt hơn. Và nó chỉ có một thời gian ngắn, nó sẽ giúp gỡ lại, nó sẽ giúp bù lại những khoản chênh lệch. Như vậy thì làm một khách hàng mà lâu năm thì chị nói chung là chị hoàn toàn tin tưởng tôi. Vấn đề nó chỉ là cái xoay chuyển bài toán tài chính của chị nào thôi. Thì rốt cuộc là chị cũng tin tôi và chị cũng tìm được những nguồn tài chính để mà làm được cái điều tôi chỉ định cho chị. Thì cuối cùng chị và tôi cũng tìm được một cái căn mà hợp lý hơn rất là nhiều về năng lượng vào phòng ngủ, về cấu trúc bếp và các thứ. Và một thời gian sau khi mà ở nhà căn nhà đó thì chị thấy cảm nhận rõ ràng là từ khi mà về căn nhà đó thì ông em chị rồi thì mọi người trong nhà đó có những cuộc sống rất là thay đổi, rất là có những cái điều kiện để mà vươn lên. Thậm chí anh ta là về căn nhà đó thì còn được gọi là đề bạt những cái chức vụ tốt hơn và có cơ hội kiếm tiền hơn. Và trong năm vừa rồi, năm Covid, nhưng mà cái cơ hội làm ăn không hề mất đi mà còn rất là phát triển. Và vừa rồi cho đến nay báo là căn đấy thì nếu mà về mặt tài chính lúc đầu mua nợ, nhưng mà cho đến hôm nay thì báo cáo lại là cái việc mà nợ nần đấy đã cũng giải quyết xong rồi. Đấy, tôi kể cái câu chuyện này để cho quý vị hiểu là nếu như là chúng ta đã tin mà không thể thiêu nó làm gì, không tin thôi bỏ qua. Nhưng mà cái giá trị phong thủy đem lại, đôi khi chúng ta biết cách đầu tư, biết cách quyết liệt thì chúng ta sẽ có được những cái thành quả rất là tốt đẹp. Đôi khi nó là tiền nào của đấy mà chúng ta cố lên thì chúng ta đừng ham những cái rẻ mà chúng ta cứ bị chìm đắm vào những cái ngôi nhà phong thủy không tốt. Đôi khi nó kéo cái tài vận, kéo cái sự nghiệp, kéo công việc, kéo cái sức khỏe của chúng ta xuống. Và đầu tư phong thủy là trong những cái tôi thấy là đầu tư rất là xứng đáng nhé mọi người nhé. Thì đây là tôi chỉ ra 5 cái sai lầm mà mọi người hay gặp và trong cái việc mua nhà thì quý vị chú ý nhé, để đừng gặp phải những cái sai lầm này. Thì video của tôi xin kết thúc tại đây. Nếu anh chị em thấy là cái này hay hấp dẫn và nó là những cái sai lầm mà đáng lưu ý thì nhớ like, share cho anh chị em bạn bè cùng biết để mà cùng tránh không gặp phải sai lầm này. Và đừng quên là subscribe kênh, nhớ ấn vào cái nút chuông nhé, theo dõi ngay những cái video clip của tôi mới nhất. Vâng, xin cảm ơn.